Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái trang web Flowershop. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn hiển thị cái danh sách sản phẩm từ trong cái database name cái trang layout user. Thì tôi sẽ hiển thị ra cái danh sách sản phẩm ở cái phần body như vậy đó. Thì đây là cái data giả ở cái trang mẫu đó. Đây là cái trang web mẫu. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn hiển thị cái data ở trong cái table product này lên. Thì ở bộ trước thì ở cái bài hai thì tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ra cái template website sử dụng CMS để Creator. Thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn hiển thị lên được cái dựng lên được cái template user hiển thị lên được như vậy. Thì bữa nay thì tôi sẽ đi hiển thị cái dữ liệu thật lên. Ở bữa trước thì ở cái buổi này cái bài là hướng dẫn connect MySQL with Hibernate in Spring này, thì tôi đã hướng dẫn các bạn là thiết lập mấy cái config để mà chúng ta connect với database. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa coi cái video này thì hãy coi lại hai cái video này nha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là tương tác với lại cái table product. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì ở trong cái kịch DAO này tôi sẽ tạo ra một cái interface rồi đất đào. Rồi cái rồi đất đào này tôi sẽ có mấy các function như sau. Đó, tôi sẽ có các hàm như file on file rồi ps update delete rồi cái hàm get rồi đất theo cái category. Tôi sẽ import mấy cái này rồi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ vô cái lexic DAO DM DAO.empn. Tôi sẽ tạo ra một cái class product DAO EMPN. Rồi class này tôi sẽ cho nó implement từ cái product DAO. Rồi tôi import, rồi sau đó là tôi sẽ add an implement method. Đó. Rồi tương tự thì tôi cũng có cái đối tượng section như ở cái bên cái thằng rundown này thì tôi sẽ copy qua. Bên trên này tôi sẽ khai báo cái annotation là account repository. Rồi tôi cho nó cái panel. Product DAO. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết code cho cái hàm file on này. Vì cái file on của nó cũng ngang ngã cái file on của thằng role, thì tôi sẽ copy cái code của thằng role này qua và tôi chỉnh sửa. Chỗ này tôi sẽ cái mix role này tôi sẽ xem mix product. Rồi cái chỗ query này thì tôi sẽ form product. Đây là cái hàm file on product như vậy. Chỗ này tôi sẽ add cái annotation cho nó. Đó, như vậy là tôi đã viết code cho cái hàm file on product như vậy. Đó, thì cái hàm này tí nữa tôi sẽ đi test nó. Rồi tiếp theo ở bên cái bucket com.demo.service này thì tôi sẽ tạo ra cái interface product service. Cho finish thì product service này nó cũng có mấy cái function giống như cái hàng product DAO này, thì tôi sẽ copy từ bên product DAO qua. Tiếp theo cái bài kịch con số demo chấm service empn, tôi sẽ tạo ra một cái class product service empn. Rồi tương tự thì tôi cũng cho nó implement từ cái product service. Rồi tôi cũng import, rồi sau đó tôi add an implement method cho nó. Rồi tương tự thì hai cái này tôi cũng cho nó thêm hai cái annotation account service. Rồi account transactional.
Rồi trên này tôi sẽ cho nó cái vani. Cầu đất sẽ bình. Rồi tôi import mấy cái array sẵn vô. Rồi ở đây tôi cũng khai báo cái đối tượng cầu đất đeo. Rồi tôi sẽ thêm cho nó cái annotation là account auto buy. Rồi trong cái hàm file này tôi sẽ viết như sau, tôi sẽ gọi cầu đất do.file đó, tôi sẽ trả return về nó như vậy. Rồi như vậy là tôi đã viết code ở cái tầng service. Thì tiếp theo thì tôi sẽ đi cho cái form controller này và tôi sẽ đi đổ dữ liệu lên cái trang view index. Thì ở trên này tôi cũng khai báo cái biến product service. Và tôi cũng cho nó cái annotation account auto buy. Rồi tôi cũng import cái backing của nó rồi. Chẳng hạn như mà trong trường hợp cái database cái bảng product của tôi nó chưa có cái item nào thì tôi đầu tiên thì tôi sẽ viết code, tôi check kiểm tra if nếu mà cái null mà khác với lại cái product.file. Rồi sau đó là và không các product.file.size, tức là cái số phần tử của nó là khác không. Đó, các bạn nên viết code như vậy nha. Chẳng hạn như nếu mà các bạn viết code ngược lại, chẳng hạn như các bạn để cái product service này vào đằng trước rồi các bạn check nó khác null như vậy này thì nó rất là dễ gây ra cái lỗi null pointer exception. Chẳng hạn như cái product service này mà chẳng hạn như là nó chấm ion mà nó bằng null thì nó có thể giăng ra cái lỗi null pointer exception và nó làm cho cái chương trình của chúng ta chết luôn. Thì chúng ta nên check ngược lại đó. Thì nếu mà cái product.service.python đó mà nó khác luôn và đồng thời nó cũng cái size của nó cũng khác không, tức là nó có mấy cái decode ở trong database, thì chúng ta sẽ system out ra đi. Và system out ra là tức là kêu là total item in label product. Và chúng ta sẽ cộng với cái này. Đồng thời chúng ta cũng sẽ sử dụng cái biến model map để mà put lên cái view. Chúng ta sẽ truyền data ra ngoài view sử dụng model map.put. Thì chúng ta sẽ có cái biến product f này. Rồi chúng ta sẽ truyền vô cho nó product service.file. Đó, chúng ta sẽ put ra ngoài UI. Còn trường hợp ngược lại, tức là nó bằng null hoặc là cái phần tử nó bằng không thì chúng ta sẽ đi ra là chúng ta sẽ đi ra là don't have any item in table product. Rồi, đồng thời ở ngoài view thì chúng ta sẽ đi dựng cái tem, chuyển cái trang view cho nó như sau. Thì ở bữa trước ở cái buổi mà buổi 2 á, thì bữa trước ở cái buổi mà đi ấy cái tem net ấy, thì cái trang index của tôi đã hướng dẫn các bạn hiển thị lên cái mấy cái thẻ HTML có cái giao diện tĩnh. Thì tôi tương tự thì tôi cũng copy qua. Đầu tiên thì tôi sẽ copy cái phần có cái section banner này.
Rồi tiếp theo là cái phần section đầu đất này. Rồi sẽ copy cái này qua. Rồi trong cái phần mà section đồ đất này thì chúng ta sẽ hiện thị lên cái danh sách đồ đất, thì chúng ta cũng có hai cái trường hợp. Cái trường hợp mà cái đồ đất của nó empty thì chúng ta sẽ check, chúng ta sẽ dùng cái thẻ là c.if rồi test, chúng sẽ có biến là đô la chẳng hạn là số đất s bằng bằng null. Thì ở bên cái home và gender này, trong cái trường hợp mà ngược lại thì chúng ta không có model map, chúng ta không có bút đi cái gì hết, thì đương nhiên là cái biến đồ đất này nó sẽ bằng null và chúng ta sẽ anner lên một cái message gì đó. Ví dụ ta có một cái, tôi có một cái thẻ div, tôi sẽ cho nó cái class là bằng alert. Rồi alert bên chờ. Rồi tiếp theo thì bên dưới nó tôi có cái thẻ b, tôi để cái message của nó ở đây này, don't have any product đi. In database. Rồi còn cái trong trường hợp ngược lại là cái trường hợp mà cái product này khác null. Đây chỗ này tôi sẽ sửa lại là khác null. Thì tôi sẽ dùng cái vòng lặp c for if để lặp qua các phần tử. Thì cái c for if này thì tôi sẽ có cái attribute là item. Bên trong này thì tôi có cái biến là product s. Rồi tiếp theo thì tôi có cái chữ là var là bằng item. Rồi tiếp theo thì tôi có cái attribute là var status là bằng status. Đó, thì bữa trước thì đây là tương ứng với mỗi item, thì tôi sẽ copy cái code này qua. Tôi sẽ bỏ vào cái vòng lặp c có ít này. Rồi chỗ này tôi sẽ thay thế bằng cái tên hình ở trong database. Tôi sẽ chuyển là đô la item chấm thumbnail. Rồi cái chỗ này thì tôi sẽ chuyển thành đô la item chấm name. Rồi cái chỗ này là cái giá. Ở đây thì tôi chưa có support cái giá cao. Tôi có trường giá cao thì tôi sẽ comment chỗ này lại. Tôi sẽ copy cái này xuống và tôi sẽ sửa chỗ này là item.drive. Đó, như vậy là tôi đã viết code trong cái phần tranh đếch sọc. Bây giờ tôi sẽ đi view lại cái cục quay. Thì tôi cũng vô cái terminal. Tôi sẽ đi view lại cái cục quay. Tôi sẽ có lệnh là npm min install. Đó, nó là view set. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ đi run cái đồ set này. Rồi tôi sẽ run đồ set này. Thì nó báo nói thì tôi sẽ đi kiểm tra. 571.
À, nó báo lỗi là do chỗ này tôi mất cái dấu bảng, tôi sẽ thêm cho nó cái dấu bảng như vậy. Đó, nó đã hết báo lỗi rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm phép để trình duyệt. Đó, thì bây giờ cái trang giao diện trang chủ của tôi nó đã hiện lên như vậy. Thì cái phần banner này thì nó show mấy cái data giả, còn cái phần product này thì nó báo là đông hết any product in database. Đó, thì nó chưa có cái item nào. Tương tự thì kiểm tra console. Console thì nó cũng báo là đông hết any item in table product. Thì bây giờ tôi sẽ đi insert dữ liệu cho cái table này, product này. Thì để mà insert cho table product thì tôi phải insert cái data cho cái table category, vì ở đây chúng ta có cái khóa ngoại là ID category, nên tôi sẽ đi insert cho cái category này. Thì ở đây tôi đã viết ra một số cái câu SQL để mà insert vô, thì tôi sẽ copy mấy cái câu SQL này. Tôi sẽ quay lại cái category này, tôi sẽ cho SQL. Tôi sẽ pass thêm mấy cái câu lệnh SQL tôi vô đây. Tôi sẽ click cho go. Đó, nó đã insert success. Đó, tôi quay lại cái bộ category. Thì nó đã insert cho được một số cái category như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ insert data cho cái table product. Thì đây, đây tôi cũng có một số cái câu SQL như vậy. Tôi sẽ đi vô cái product. Rồi tôi sẽ vô SQL này. Rồi tôi sẽ phát mấy cái câu SQL của tôi vô đây. Tôi click cho go. Đó, nó cũng insert success. Tôi quay lại table product. Đó, thì bây giờ cái table product của tôi nó đã có bốn cái record như vậy. Nó đã có data rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt xem. Đó, thì bây giờ nó đã tương ứng như nó thì nó cũng đã hiện lên được bốn cái product như vậy, bốn cái item như vậy. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm được cái chức năng hiển thị data từ cái table product lên cái layout user như vậy. Đó. Tương tự là nếu mà các bạn nào mà muốn add thêm product cho nhìn cho nó nhiều, cho nó đẹp thì các bạn có thể tự add cho database của các bạn. Đó. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái chức năng insert data xuống cái table product, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái chức năng add một cái sản phẩm xuống. Sử dụng VNC cộng 2 vào đây tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo.